Dọc kim cô của nó đó. Ngược không? Thôi được rồi. Nó nhảy nó điên luôn đó. Hát bài khác đi. Hát bài khác nha. Đúng tâm với em. Chị được không? Vô. Xoay từ đam mấy từ đa. Xoay từ đam mấy từ đa. Từ đam mấy từ đa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
1680 và 1613. Rồi với dãy số may mắn 28, 34, 40 và 52. Ok, mình sẽ đổi vé cho nhau nha. Ok, bây giờ sẽ dò ha. Vòng loại 1680 với các con số số 7 có 1, 28, có 2, 40, có 3, 52. Hợp lệ, vé con trai có may mắn không anh? Dạ, may mắn. Ok, phía bên đây em trai sẽ dò vé của anh trai với dãy số may mắn là 28 có 1, 34 có 2, 40 có 3, 52 hợp lệ. Ok, chúc mừng hai chị. Anh Lộc xin lỗi hai anh. Rồi, ngay bây giờ chúng ta sẽ có cơ hội vô cùng để nhị dành cho hai anh trai muốn ăn mình hay là chia đều. Chia đều, ok, bây giờ mỗi người nhận giùm em con gấu trước nha. Tên kiểu anh trai đã hỗ trợ rất là nhiều nha. Ok, về. Và đây là giải thưởng với bản tượng trưng, sau đó mình di chuyển về kế toán để cho chúng ta lấy quà. Tôi tức vậy rồi. Chào đi má, hết giờ. Rồi, ok. Thank you, chúc mừng hai anh. Xin mời hai anh về phần kế toán ạ. À.